26 đến 26 có phải là ngay ngã tư Đồng Khởi rồi, nói tôi được nghe đi. Bác ơi, lên xe đi, lên xe qua 26 đi. Bây giờ cùng với phòng cảnh sát phòng cháy cháy phần một đó xử phạt cái chỗ này, xử phạt cái phòng tranh đó ngay trong ngày hôm nay cho trật tự đô thị xuống đẹp hết tất cả những cái vật liệu chữa cháy đưa lên xe. Đẹp quá, nhìn đẹp, rất đẹp, chứ phải không? Người ta lao động tinh tế, bây giờ quy định của thành phố là phải đầu tư là ra tối đầu tư là những cái hộ này trong vòng 6 tháng là phải chấm dứt. Thế thì hôm nay cái đoàn của mình đi kiểm tra phòng cháy cháy này thì mình cần phải rõ ràng cụ thể vấn đề này. Thứ nhất là các đồng chí sẽ có ý kiến trong cái báo cáo sắp tới để mà thực hiện. Thứ hai là phòng kinh tế rồi. Đưa xe tải mang về đi. Kêu đẹp thì em ở đây là em đây thì lúc cháy thì còn cháy nhanh nữa. Thế bởi vì chính cái cái này là cái mà khi chúng ta cháy dễ cháy, cái thứ hai là khi phát hiện rất khó khăn. Nhưng cái cảnh này bỏ ngay lập tức hai bên á nha. Người không biết đây chung cư nào không? Chung cư nào? Bây giờ đi cái chung cư 14 cái tình nghĩa, cái chung cư này rất là kinh khủng, chế em là đây cũng lấy được. Rồi, được quý em cho anh đi chung cư. Phòng quản lý đô thị đâu? Bình ơi, Bình chương trình gì vậy? Phòng quản lý thôi.
đó thì mình trước khi ra thành cấp thì anh hoàn thành cái này trong cái quý 2 công việc lui đến được chọn nhà đầu tư. Hiện nay là tổng 77 căn hộ thì họ cũng đã chọn con đường trong 7 căn, nhưng mà là chỉ còn 10 căn thì trong đó có 2 căn là do công ty không có quản lý, còn lại là 7 căn sở hữu tư nhân với một căn công ty là chưa ký hợp đồng. Sự việc vụ cháy chung cư Carina Plaza là 13 người chết, 99 người bị thương. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, chung cư 145 Nguyễn Trãi được xây dựng từ trước năm 1975, gồm 7 tầng gần 60 căn hộ. Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều đồ đạc vật liệu dễ cháy ở khu vực hầm giữ xe, lối đi vào bãi bị cơi nới, chiếm dụng làm nơi buôn bán. Đáng nói, qua kiểm tra, hệ thống báo cháy trong chung cư không còn hoạt động. Lối thoát hiểm ở hai hướng ra vào lê lai và bị cơi nới, cải tạo làm nơi ở, gây mất an toàn khi xảy ra cháy nổ. Nhắc lại thảm họa cháy nổ ở chung cư Carina Plaza, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phường phối hợp người dân tháo dỡ, thu dọn các vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ra khỏi hầm chung cư. Hành lang đối với hệ thống báo cháy, phun nước tự động dự kiến đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Ông Hải yêu cầu phường khảo sát, vận động các hộ dân cùng nhà nước xung quanh nhanh chóng trang bị. Theo ông Hải, hiện trên địa bàn quận 1 có hàng chục chung cư cũ xuống cấp. Thời gian tới, đoàn sẽ kiểm tra ở nhiều chung cư khác để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Carina Plaza gồm 3 lớp, trong đó có 2 lớp 14 tầng, 1 lớp 20 tầng với tổng số 736 căn hộ. Nhưng hệ thống phun nước khi cháy dường như bị bỏ quên. Lối thoát hiểm cũng trở thành lối của thần chết. Dù nguyên nhân cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, nhưng với những dấu hiệu đã tồn tại, người ta có quyền nghi ngờ về độ an toàn của chung cư Carina trước khi hỏa hoạn xảy ra. Đây là không gian còn sót lại sau 3 ngày khắc phục vụ thảm họa cháy chung cư Carina Plaza. Những mảng tường ám khói, đen kịt, vẫn còn nguyên vẹn. Mọi ký ức như mới xảy ra vào hôm qua, và nhiều người dân ở các block A và block B vẫn chưa vào nhà được. Mệt mỏi, mất định hướng là tâm lý chung của cư dân Carina bao trùm nơi đây. Thì cái câu chuyện đó mình xảy ra như thế nào vậy? Mình chạy thoát khỏi cái đám cháy đó như thế nào? Lúc mà tôi ngủ sớm lắm. Tôi ngủ sớm lắm xong rồi tôi xem nghe xem mà điện tắt. Tôi tưởng là cúp điện thôi. Nó 1-2 tiếng một hồ nó sẽ có điện lại. Hay nhà mà nghe bập 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 nữa. Tôi mở cửa ra sẽ thấy phone off vô liền.
hợp vô tôi mới chán ngán rồi tôi mới đóng cửa lại. Đóng lại tôi chạy ra cái phòng tôi, nói chắc cháy chuyện này chết chết rồi. Tôi mới ngồi trong ghế sofa đó, rồi tôi mới kiếm cái khăn nhúng miếng nước, cái miếng nước để lau thôi, để cho chùm cái đỉnh khói, bịt cái khói lại. Rồi xong tôi sau khi nhà tôi mở một lần lần sau tôi mở được cái cửa lớn chung ra thì khói quá trời khói rồi tôi thấy đường rồi. Có một người cô gái đó cũng ở chung tầng vậy đó, thì nó kêu cầu cứu gì đó tôi, rồi cái câu đó giúp tôi kêu cầu cứu này nọ, ông ấy cứu hết trơn á. Thì mấy câu đó mới xuống thang, rồi xuống thang với cái anh đó nữa, rồi xuống thang cái mới tìm ra cửa lớn luôn, chạy ra luôn đó. Mà mình ở tầng mấy? Hả? Mình ở tầng mấy? Tôi tầng 2, tôi ở tầng 2. Tầng 2 à? Sao bị nặng quá hả? Ừ. Nó từ ở dưới nó bốc lên nè. Từ ở bên xi măng nó lên á. Từ ở bên xi măng nó lên. Lúc chạy xuống khó nhiều không anh? Khó dữ lắm. Bây giờ gắt lưỡi không? Hả? Bây giờ gắt lưỡi dữ không? Gắt lưỡi đau không dữ không? Còn cô đi đau thôi. Cô hổng với đau thôi. Số 10 ca đó có 3 ca nặng siêu hấp, còn lại 3 trường hợp thì bệnh nhân ổn định. Hay những trường hợp này theo dõi một khoảng ngắn nữa, nếu mà ổn định thì có thể cho về bệnh viện. Tuy nhiên có một số trường hợp thì nó có bỏng niêm mạc, bỏng mặt, bỏng mắt, để khám thêm chuyên khoa mắt. Các bác sĩ đã hỗ trợ chuyên khoa mắt.